XRP đang được các nhà đầu tư lớn tích lũy trong bối cảnh Ripple chờ đợi phán quyết của tòa án trong vụ kiện với Ủy ban Giao dịch Hoa Kỳ SEC. Quỹ phòng hộ hàng đầu Millennium Management vừa qua đã tiết lộ danh mục đầu tư Bitcoin Spot ETF trị giá gần 2 tỷ USD. Khi tháng 6 sắp đến với nhiều sự kiện quan trọng đã được lên lịch, Open Mainnet tiếp tục trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trong cộng đồng Pioneer toàn cầu. Sau đây, mời các bạn cùng đến với những thông tin chi tiết sẽ có trong bản tin chuyển động 24 giờ tối nay. XRP đang được các nhà đầu tư lớn tích lũy trong bối cảnh Ripple chờ đợi phán quyết của tòa án trong vụ kiện kéo dài hơn 3 năm với Ủy ban Giao dịch Hoa Kỳ SEC. Theo dữ liệu từ Sentiment, cá voi nắm giữ từ 1 triệu đến 10 triệu XRP đã tích lũy thêm 60 triệu token vào lượng nắm giữ của họ trong tháng 5. Thông thường, việc cá voi tích lũy được coi là dấu hiệu tăng giá đối với một tài sản. Giá XRP có thể tăng để đáp ứng với áp lực mua ngày càng tăng từ những người tham gia thị trường. Số liệu từ Sentiment cũng cho thấy rằng các nhà đầu tư nắm giữ XRP đã chịu lỗ trên khoản đầu tư của họ trong tuần qua. Cụ thể, họ đã lỗ gần 30 triệu USD trong khoảng thời gian từ ngày 7 đến ngày 15 tháng 5. Tính đến chiều nay, XRP đang trao đổi tại 0,4759 USD, tăng 3,9% trong ngày nhưng đã giảm hơn 5,3% trong tuần qua, theo dữ liệu từ CoinGecko. Oklahoma đã trở thành tiểu bang đầu tiên của Hoa Kỳ thông qua đạo luật bảo vệ quyền tự quản lý BTC. Dự luật quyền BTC HB3594 đã được Thống đốc Đảng Cộng hòa của bang Oklahoma Kevin Stitt ký thành luật vào ngày 15 tháng 5. Luật mới quy định rằng không thể ngăn cản công dân nắm giữ và kiểm soát tài sản kỹ thuật số bằng ví phần cứng. Đồng thời, chính phủ tiểu bang không thể cấm hoặc hạn chế việc sử dụng tiền điện tử để mua hàng hóa và dịch vụ hợp pháp. Luật cũng đề cập đến việc khai thác tài sản kỹ thuật số, cho phép công dân bình thường tham gia vào ngành trong giới hạn. Theo đó, việc tham gia khai thác tài sản kỹ thuật số tại nhà là hợp pháp tại bang Oklahoma, miễn là họ tuân thủ tất cả các quy định về tiếng ồn của địa phương. Theo tờ Financial Times đưa tin, gã khổng lồ tài chính CME Group được cho là đang lên kế hoạch ra mắt giao dịch Bitcoin Spot bổ sung cho sản phẩm hợp đồng future hiện có của mình. Điều này đưa CME trở thành đối thủ lớn của các sàn phổ biến như Binance và Coinbase. Việc ra mắt giao dịch Bitcoin Spot trên CME sẽ cho phép các trader kiếm lời từ các giao dịch chênh lệch giá cơ bản, nơi họ có thể tận dụng sự chênh lệch giá giữa hợp đồng future và giá spot của tài sản cơ sở. Nếu được ra mắt như dự kiến, CME sẽ trở thành một kênh khai thác để các nhà đầu tư phố Wall tiếp cận nhiều hơn với tài sản kỹ thuật số. Bên cạnh 11 quỹ Bitcoin Spot ETF được phê duyệt ở Hoa Kỳ vào tháng Giêng, là một trong những sàn giao dịch hàng hóa tương lai lớn nhất thế giới, được thành lập vào năm 1898, CME Group, công ty mẹ của CME, vận hành nhiều sàn giao dịch toàn cầu, cung cấp các sản phẩm giao dịch đa dạng như nông sản, năng lượng, kim loại, lãi suất, ngoại hối và chỉ số chứng khoán. Gần đây, CME đã mở rộng sang lĩnh vực tiền điện tử với hợp đồng Bitcoin Future, cung cấp các công cụ tài chính hiện đại cho nhà đầu tư toàn cầu. Khi tháng 5 sắp kết thúc, bước đến tháng 6 với nhiều sự kiện quan trọng đã được lên lịch, Open Mainnet tiếp tục trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trong cộng đồng Pioneer toàn cầu. Mới đây, trên các diễn đàn P-Network lớn tại Việt Nam, thông tin về việc Open Mainnet sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 6 đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Cụ thể, những hình ảnh được cho là bị rò rỉ của các mã trạng thái API đã được thiết lập sẵn, cho thấy Open Mainnet sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 6 năm 2024. Đáng chú ý, loạt thông tin cũng tiết lộ rằng giá Pi được xét trên các sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu là 314.519 USD. Mức giá của phong trào đồng thuận được khởi xướng bởi các pioneer đến từ Trung Quốc. Những tin tức giật gân này đã thu hút được nhiều sự chú ý của các pioneer. Phần lớn đều cho rằng đây chỉ là những tin vịt và không đúng sự thật. Tuy nhiên, cũng có một số pioneer bày tỏ sự kỳ vọng vào việc Open Mainnet sẽ diễn ra trong tháng 6. Loạt tranh luận diễn ra trong bối cảnh cộng đồng Pioneer đang chờ đón sự kiện Pi Today diễn ra vào ngày 28 tháng 6 tới, với nhiều hoạt động sôi nổi đang được triển khai. Khi Bitcoin Spot ETF tiếp tục khuấy động không gian tiền điện tử, quỹ phòng hộ hàng đầu Millennium Management vừa qua đã tiết lộ danh mục đầu tư Bitcoin Spot ETF trị giá gần 2 tỷ USD. Tính đến hết quý 1 năm 2024, Millennium Management đã chi 1,94 tỷ USD để mua vào 5 quỹ Bitcoin Spot ETF. Dẫn đầu là iBit của BlackRock chiếm 844 triệu USD,
Kế tiếp là FBTC của Fidelity chiếm 806 triệu USD, GBTC của Grayscale chiếm 202 triệu USD, ARKB chiếm 45 triệu USD và BitB chiếm 44 triệu USD. Millennium Management được thành lập và điều hành bởi tỷ phú Israel Englander. Khoản đầu tư đáng kể của công ty vào ETF là minh chứng thể hiện niềm tin và tiềm năng của Bitcoin và các sản phẩm tài chính liên quan. Đồng thời, đây cũng là chỉ báo quan trọng trong việc tiếp nhận và ứng dụng crypto trong thị trường tài chính truyền thống. Tin tức về Millennium Management xuất hiện ngay khi BTC đang trên đà tăng giá trở lại. Chỉ trong 24 giờ qua, BTC đã tăng hơn 6% và đang giao dịch tại 66.232 USD. Thị trường tiền điện tử vào chiều nay đã tiếp tục chứng kiến sự phục hồi. Vốn hóa toàn cầu vào lúc 18 giờ là 2.507 tỷ đô la, tăng 4,8% trong 24 giờ qua. Bitcoin trao đổi tại 66.153 đô la, tăng 5,4% trong ngày. Ethereum đổi chủ tại 2.994 đô la, tăng 3% giá trị. Binance Coin giao dịch tại 580 đô la. CryptoDickVan xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe bản tin của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.